Xin chào quý anh chị. Hôm nay Phước Sửu có mặt tại một khu dân cư rất là đẹp tại Bình Chánh. Nói đến Bình Chánh như là nhưng mà chỉ cần một bước chân là mình có thể đi qua khu dân cư Him Lam của quận 7. Khu dân cư mà Phước Sửu đang nói đó là khu dân cư Trung Sơn. Một khu dân cư rất là đẹp với quy mô tổng cộng là khoảng gần 40 hecta. Ở đây thì diện tích xây dựng tầm khoảng 40%, còn lại là quy hoạch cơ sở hạ tầng, đường xá, công viên sát bờ sông. Như quý anh chị đã thấy thì một khu dân cư gọi là cực mát mẻ, gọi là quanh năm là có những cái không khí thoáng đãng của những dòng sông thơ mộng. Và một điều đặc biệt là ở đây là cơ sở hạ tầng của khu dân cư này là đã khá ổn định đầy đủ. Thì nói về khu dân cư Trung Sơn là một khu dân cư đã hình thành rất là lâu rồi, cách đây khoảng hơn chục năm. Và khu dân cư này có một cái vị trí gọi là rất là đắc địa. Như Phước Sửu đang di chuyển thì khu dân cư này cái mặt tiền chính là giáp với đại lộ Nguyễn Văn Linh. Với một con đường đại lộ là khoảng 60 mét, mình có từ cái đường đại lộ này mình có thể di chuyển về miền Tây và di chuyển về Đức Hòa, Đức Huệ, Long An, hoặc là di chuyển về quận 2 đi qua cầu Phú Mỹ, và mình có thể là di chuyển về hướng Nhà Bè, Long An, Cần Giuộc. Và một cái điểm giao thông rất là thuận tiện nữa là chỉ cần một bước chân thôi, quý anh chị có thể là đi qua cầu Him Lam để bắt qua quận 7, đi về trung tâm quận 7, đi quận 1, quận 4. Và một hướng đi nữa đó là đường dọc theo đường 9A, gọi là đường Nguyễn Văn Cừ, thì mình có thể là đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ đi về quận 5, quận 1. Một khu dân cư gọi là kết nối rất là thuận tiện. Nói đến khu dân cư này thì có rất là nhiều loại diện tích. Thứ nhất là diện tích 520, 620, 1020 và những cái căn biệt thự, dinh thự rất là lớn dọc theo bờ sông như thế này. Khu dân cư Trung Sơn là một khu là về pháp lý đã hoàn chỉnh gần như 100%. Tất cả những cái căn nhà ở đây là đã có sổ hồng vĩnh viễn, còn những lô đất là đã có sổ hồng cầm tay. Khi quý anh chị sở hữu hoặc mua bán thì quý anh chị có thể là xây dựng sang tên ngay. Nói về pháp lý thì rất là chuẩn chỉnh, và một cái điều đặc biệt là ở đây là được quy hoạch rất là bài bản. Tất cả những con đường ở đây là đều có vỉa hè, trồng cây xanh và rất là thoáng mát. Tất cả con đường ở đây là dạng như bàn cờ nên là di chuyển rất là thoải mái, dễ dàng và gọi là không bao giờ có tình trạng là kẹt xe. Thì nói về khu dân cư Trung Sơn, khi những quý cư dân ở đây sinh sống thì có thể là mua sắm ở đâu và cho con học ở đâu. Thì tại khu dân cư Trung Sơn thì có rất là nhiều cái trường quốc tế nhiều nước khác nhau tại Trung Sơn, nên quý anh chị có thể là cho con học từ cấp 1 đến cấp 3 tại Trung Sơn. Và nếu mà quý anh chị có con học đại học thì chỉ cần qua bên kia bờ sông, bắt qua hai cây cầu thì mình có thể là đi đến Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Marketing, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học RMIT và Đại học Tài chính Marketing. Rất là nhiều trường đại học. Và khi quý anh chị mà sở hữu đất nền hoặc là nhà ở tại khu dân cư Trung Sơn này thì quý anh chị có thể là chỉ cần 5 phút là quý anh chị có thể đến siêu thị Lotte Mart, là một cái siêu thị rất là lớn. Và chỉ cần 5 phút dọc theo đường Nguyễn Văn Linh thì quý anh chị có thể đến siêu thị Vivo City hoặc là Co-op Mart của Phú Mỹ Hưng. Và một cái tiện ích rất không thể bỏ qua đó là tại khu dân cư Trung Sơn có rất là nhiều cái tiện ích về y tế, giống như là bệnh viện Nam Sài Gòn là một cái bệnh viện rất là nổi tiếng về chăm sóc và y tế và sức khỏe. Rồi có những cái trung tâm tiêm ngừa cho trẻ em và những cái bệnh viện lớn nhỏ tại khu dân cư. Thì quý anh chị cần thêm thông tin của cái dự án khu dân cư Trung Sơn thì inbox ngay cho Phước Sửu. Phước Sửu hiện tại đang nắm rõ hàng khá là nhiều từ biệt thự nhà phố tại khu dân cư Trung Sơn để cho quý anh chị có một cái tầm nhìn rõ hơn và có những cái sản phẩm cực kỳ đắc địa tại khu dân cư Trung Sơn. Thì quý anh chị hãy inbox cho Phước Sửu để Phước Sửu gửi cái giỏ hàng thông tin của dự án khu dân cư Trung Sơn cho quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Cảm ơn và hẹn gặp lại.